Thân chào bạn đến với kênh MC Donien Food Vlog, MC Donien Podcast. Sau đây là cách làm bánh Tiramisu trà xanh ngon đúng điệu. Bánh Tiramisu đến từ nước Ý xinh đẹp, đã chiếm trọn cảm tình của nhiều thực khách trên toàn thế giới. Và còn gì thú vị hơn khi Tiramisu kết hợp với vị trà xanh thanh mát để tạo nên một món tráng miệng ngon ngay ngất. Cùng làm bánh Á hay bánh Âu và khám phá cách làm tiramisu trà xanh độc đáo, là miệng nhé. Từ khi ra đời tại nước Ý xinh đẹp, những chiếc bánh tiramisu thơm ngon đã nhanh chóng chinh phục các tín đồ yêu bánh ở cả trong và ngoài nước. Nếu tiramisu truyền thống gây thương nhớ bởi hương vị ngọt ngào, quyến rũ, thì tiramisu trà xanh, tiramisu matcha lại làm trái tim bao người xốn sang bởi một chút đắng nhẹ của bột trà xanh, hòa cùng hương thơm thoang thoảng cực kỳ kích thích vị giác. Sẽ thế nào nếu bạn tự làm ra món bánh này? Hãy thử công thức làm bánh tiramisu trà xanh ngay. Mục lục. Cách làm tiramisu trà xanh ngon đúng chuẩn. Nguyên liệu làm bánh. Cách làm tiramisu trà xanh. Làm cốt bánh trà xanh. Làm mascarpone. Hoàn thiện thành phẩm. Thưởng thức. Cách làm tiramisu trà xanh không cần lò nướng. Yêu cầu thành phẩm. Lưu ý, trong cách làm bánh tiramisu trà xanh. Cách làm tiramisu trà xanh ngon đúng chuẩn. Nguyên liệu làm bánh. Phần cốt bánh. Trứng gà hai quả, tách riêng lòng đỏ và lòng trắng. Đường 25g. Dầu thực vật 30g. Sữa tươi không đường 45 gram. Bột mì đa dụng 45g bột ngô 10g bột trà xanh 5g cream up tata 1/4 thìa cà phé đường 20g muối 1 nhúm nhỏ phần marseipan vanila 1/2 thìa cà phé bột trà xanh 10g đường cát mịn 45g phô mai marseipan nhiệt độ phòng 250 g Kem tươi có hàm lượng béo 35%, 40%, để lạnh 200 ml. Phần phủ mặt bánh. Mật ong, 1 thìa canh. Bột trà xanh, 2, 3 g. Sữa tươi không đường, 25, 30 ml. Cách làm tiramisu trà xanh. Làm cốt bánh trà xanh. Làm nóng lò ở nhiệt độ 175 độ C, 2 lửa lót giấy nến ở đáy khuôn. Cho lòng đỏ trứng và đường vào thâu, dùng phới lòng khuấy nhẹ cho trứng và đường hòa quyện. Sau đó, đổ dầu ăn và sữa tươi vào thâu trứng, khuấy đều. Cuối cùng, rây bột mì, bột trà xanh và bột ngô vào thâu, tiếp tục trộn đều bằng phới lòng, đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Đánh bông lòng trắng trứng với muối, cream of tata và đường, đến khi lòng trắng trứng bông nhấc que đánh lên thấy tạo chấp. Cho một phần ba phần lòng trắng trứng vào thâu hỗn hợp lòng đỏ, trộn đều. Tiếp tục làm như vậy, đến khi hết phần lòng trắng. Đổ bột vào khuôn nướng, lắc nhẹ cho bột vàng đều. Nướng bánh ở 175 độ C, từ 12-15 phút, hoặc đến khi rìa bánh hơi vàng nâu, ấn nhẹ tay lên mặt bánh, thấy vết lõm lập tức phồng trở lại. Lấy bánh ra khỏi lò, và tách khỏi khuôn bóc bỏ phần giấy ở đáy bánh. Để bánh nguội hẳn trên đây. Làm massage Cho massage vanila vanilla và bột trà xanh vào thâu. Đánh ở tốc độ thấp nhất, khoảng 60-90 giây. Cho đường vào thâu kem tươi, khuấy đều. Đổ phần kem tươi và đường này vào thâu massage trà xanh, đánh ở tốc độ vừa đến khi kem bông đặc. Lưu ý, không để hỗn hợp quá đặc và tránh đánh lâu làm kem bị tách nước, hiện tượng là kem không còn mịn nữa, mà lỗn nhổn, vón cục. Đổ hỗn hợp kem vào thâu sạch, để lạnh từ 20-30 phút. Hoàn thiện thành phẩm. Hâm nóng sữa tươi và mật ong, khuấy đều để mật ong tan hết. Chia cốt bánh làm 3 phần, cắt theo chiều ngang. Tiếp theo, dùng chổi phết một lớp sữa mật ong lên mặt bánh, rồi phết một phần 3 số kem tiramisu trà xanh lên đặt lớp bánh thứ hai, lặp lại các bước phết sữa và kem. Đặt lớp bánh thứ ba, phết sữa mật ong, phết phần kem còn lại lên mặt. Sau khi làm xong, để bánh trong tủ lạnh thêm 4-6 tiếng để phần tiramisu đặc hơn, cốt bánh cũng ẩm hơn. Thưởng thức. Khi thưởng thức, bạn dùng dao thật sắc cắt bánh thành miếng vừa ăn. Mỗi lần cắt dùng khăn lau sạch dao và rắc thêm chút bột trà xanh để trang trí thành phẩm thêm bắt mắt nên dùng bánh với một loại thức uống bạn yêu thích để tăng hương vị cách làm tiramisu trà xanh không cần lò nướng bạn có thể mua lấy đi bán sẵn nếu không có lấy đi bạn làm tiramisu với bánh bông lan cũng rất ngon yêu cầu thành phẩm tiramisu trà xanh có hương vị tuyệt vời thơm mùi trà xanh béo vị mascarpone cốt bánh bông lan mềm ẩm, cực kỳ ngon. Bạn cũng có thể làm cốt bánh sô-cô-la, vani để biến tấu hương vị cho thành phẩm. Lưu ý, trong cách làm bánh tiramisu trà xanh. Đảm bảo, que đánh trứng và thâu thật sạch, lòng trắng trứng cũng không bị dính lòng đỏ hoặc các chất béo khác như bơ, dầu vân vân. Đánh hỗn hợp lòng trắng trứng vừa phải, vì nếu đánh bông cứng, sẽ rất khó trộn với hỗn hợp lòng đỏ. Nếu không có Cream of Tata thì bạn có thể thay bằng giấm hoặc nước cốt chanh. Chuẩn bị một con dao thật sắc cùng một chiếc khăn ẩm để cắt bánh. Phải cắt bánh thật dứt khoát và lau sạch dao sau mỗi lần cắt. Bạn thấy cách làm bánh tiramisu trà xanh như thế nào? Không quá khó, phải không? Chỉ cần bạn tập trung, làm theo hướng dẫn thì thành phẩm chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ đấy. Chúc các bạn thành công và có được chiếc bánh như ý. Để biết thêm thông tin chi tiết về các cách làm bánh Á hay bánh Âu, bạn vui lòng để lại thông tin ở nút đăng ký, hay like bên dưới để được hỗ trợ tư vấn miễn phí nhé. Chào thân ái, MC Sidonien Ngày 19 tháng 3 2023.